Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Trọn bộ truyện ngôn tình. Trong giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thôn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất. Về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Kiếm Sơn, trên cao nghìn trượng, trong phạm vi mười dặm, chỉ cần vững vàng đứng đó thôi cũng mang đến cảm giác trang nghiêm vô cùng thần thánh, làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác kính nề từ tận đáy lòng. Tám giờ sáng, chân núi Kiếm Sơn, người đông như nước, ồn ào ở Mỹ, vô số người từ thành thiên kiếm đến đây để xem lễ. Không sai, chính là xem lễ. Dựa theo quy củ của các gia tộc lớn ở thành thiên kiếm đặt ra trước đây, mười mấy cái hang động của kiếm sơn do mười mấy gia tộc lớn cùng nhau quản lý tùy ý bố trí thế lực bên ngoài muốn lấy được vị trí hoặc là cùng với các gia tộc lớn đó tiến hành giao dịch hoặc là khiêu chiến với những người có được vị trí của các gia tộc lớn vì vậy mỗi người khi đến ngày tế thần nhất định sẽ có những thế lực từ bên ngoài đến khiêu chiến có thể gọi là một màn kịch tuyệt vời thậm chí ở chân núi kiếm sơn cửa ra vào bên thang bàn long ở hai bên sườn núi còn có hai lôi đài khiêu chiến người khiêu chiến và người bị khiêu chiến thi đấu công khai trên lôi đài người chiến thắng có thể lên thang bàn long tiến vào trong hang động kiếm sơn mau nhìn xem đến đây đến đây đến đây đi đó là đoàn xe của nhà họ tiêu người của nhà họ tiêu đến rồi trong đám đông, không biết là ai đột nhiên hô lên, giống như là hiệu ứng cánh bướm khiến cho khung cảnh vốn đã ồn ào lại càng thêm sôi trào. Chỉ nhìn thấy một đoàn xe chậm rãi từ Thành Thiên Kiếm đi tới. Đoàn xe rất dài, có chừng hơn 10 chiếc xe sang trọng, nhìn từ xa trông giống như là một con cự long uốn lượn trên đường đến Kiếm Sơn. Kia không chỉ là đoàn xe của nhà họ Tiêu, còn có nhà họ Cao ở thành phố Giang Nam cùng với đoàn xe của những người nhà họ Tiêu bị các gia tộc lớn lôi kéo trước đó bọn họ vẫn luôn luôn âm thầm liên lạc lén lút thông đồng mà hôm nay nếu đã tới thời điểm phải chính thức ngả bài thì việc lén lút cũng không còn cần thiết nữa sau ngày hôm nay bọn họ sẽ là chủ nhân của cả Kiếm Sơn và Thành Thiên Kiếm nhìn thấy thế trận như vậy bên trong đám người vang lên tiếng bàn tán sôi nổi chỉ trò mà người của tiểu gia tộc ở thành Thiên Kiếm và người của các thế lực bên ngoài đều có vẻ mặt nghiêm trang, xem ra nhà họ Tiêu thật sự có ý định ra tay, quy củ của Kiếm Sơn thực sự cần phải sửa lại, cũng không biết là phúc hay là họa nữa. Rất nhanh, hơn 10 chiếc xe sang trọng của đoàn xe khổng lồ đã di chuyển qua đám người, đi đến chân Kiếm Sơn. Lục Tung dừng lại ở bãi đỗ xe bên trong, Cửa xe bật mở, một đoàn người đều là cao thủ ám cảnh, bước từ trong xe ra, chừng hơn trăm người. Bọn họ vốn là người của những gia tộc hạng nhất ở thành thiên kiếm, nội tình đều không tầm thường. Hiện tại, bọn họ cùng nhau thành lập liên minh, cho nên đội ngũ vô trường như vậy, sẽ không người nào có thể đối địch. Cậu Cao, mời! Sau khi xuống xe, Tiêu Thiên Thành lập tức đi đến trước mặt của Cao Nhất Minh, đưa tay ra ý bảo ông chủ tiêu mời cao nhất minh nhìn lướt qua đám người bên trong sau đó theo sau tiêu thiên thành đi về phía trong phòng nghỉ được đặc biệt xây dựng dưới chân kiếm sơn chết tiệt cái đó người đó hình như là cao nhất minh con trai của nhà họ cao giàu nhất ở giang nam trước kia tôi đã từng thấy anh ta không thể nào nhận nhầm được đâu không ngờ thật không ngờ thật sự là không ngờ tới nhà họ cao ở giang nam lại có thể đến đây hơn nữa, còn đi cùng với người nhà họ Tiêu nữa. Có người nhận ra Cao Nhất Minh lại tiết lộ thân phận của anh ta trước mặt mọi người. Nhất thời như có một quả bom ném vào trong nước sôi, khiến cho mọi người sợ hãi hô lên, đặc biệt là người của Thành Thiên Kiếm. Không hay biết gì, Tốt 5, tốt 3 lao vào tám chuyện, túm tụm lại với nhau, nói nhỏ, suy đoán lung tung. Lễ Tế Thần chính thức bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa, cho nên trước 12 giờ phải xác định được 81 người được phép tiến vào hang động Kiếm Sơn. 9 giờ sáng, khiêu chiến lôi đài bắt đầu. Vì vậy, trong nửa giờ tiếp theo, những chiếc xe sang trọng không ngừng tiến về phía Kiếm Sơn. Người đến từ thành Thiên Kiếm thường đến sớm hơn, những người tới sau phần lớn đều là những người từ các thế lực ở tỉnh thành khác nghe danh mà tới. Đó là xe của nhà họ Ngô ở thành phố Lâm Giang, còn có nhà họ Triệu trời ạ à, nhà họ phùng ở tỉnh sơn hành cũng phái người tới đây lễ tế thần ở kiếm sơn mỗi năm được tổ chức một lần rất nhiều thế lực ở các tỉnh thành khác không phải là lần đầu tiên đến đây người sân ở thành thiên kiếm chỉ cần liếc mắt nhìn qua những chiếc xe sang trọng đó lập tức có thể đoán được thân phận của bọn họ từ bên trong thành đến ngoài thành từ quen thuộc đến xa lạ người từ đủ các thế lực đều tới không khí ở hiện trường cũng dần dần lên đến đỉnh điểm vào lúc này lại có một đoàn xe chạy đến tổng cộng có bảy chiếc xe rất sang trọng trong đó có hai chiếc có biển số xe ở thủ đô liếc mắt một cái chỉ liếc mắt một cái thôi lập tức có rất nhiều dân chúng ở thành thiên kiếm nhận ra hai chiếc xe sang trọng kia ngay sau đó từ bên trong đám người đang huyên náo lại truyền ra những giọng nói vô cùng hưng phấn hoảng sợ mà hô lên Đến đây, đến đây, nhìn xem, nhìn xem, mọi người mau nhìn xem, làm bọn họ. Những người đó đêm qua đã tiêu diệt những cao thủ của nhà họ sử. Suốt đêm qua họ đều không chạy trốn. Quả nhiên là thực sự muốn tới tham gia lễ tế. Trải qua một đêm truyền bá và lên men, trận chiến trước cửa nhà họ Lục đã muốn truyền khắp cả thành thiên kiếm. Dù sao thì người bị giết cũng là sự thừa sóc. Gia tộc lớn ở thành thiên kiếm đã bị tiêu diệt Tục ngữ nói, xem náo nhiệt không chê sự việc quá lớn. Vì vậy, nói là mong đợi, so sánh với khi các thế lực bên ngoài xuất hiện, đoàn người tiêu nhất thiên càng làm cho người dân ở thành thiên kiếm càng chờ mong hơn. Bọn họ đều vội vã muốn nhìn một cái người trẻ tuổi cuồng ngạo đêm qua đến tột cùng là có thân phận gì. Khi đám người tiêu nhất thiên và người nhà họ tiêu ở thành thiên kiếm gặp mặt nhau, đến tột cùng là có kết quả như thế nào, hôm nay chính là phần tiếp theo của vở kịch lớn tối qua. Cốt truyện tiếp theo rốt cuộc sẽ phát triển theo hướng nào đây? Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô như sấm, tinh thần quần chúng như lửa, những tiếng động thật lớn bên ngoài thậm chí còn kinh động tới đám người cao nhất minh và tiêu thiên thành ở bên trong phòng nghỉ. Nghe những tiếng nghị luận trói tai bên ngoài, cao nhất minh hừ lạnh nói, không nghĩ tới, bọn họ thật sự dám đến hay là dùng máu tươi của bọn chúng để tế đau của chúng ta đi nghe vậy tiêu thiên thành gật đầu trầm giọng nói cậu cao yên tâm hôm nay bọn chúng sẽ chết rất hàm nói xong ông ta đứng dậy nhìn thời gian vẫy bàn tay to ra hiệu với bàng thái hằng mao trường sinh và những người đứng đầu các gia tộc lớn của thành thiên kiếm cười nói các vị thời gian không sai biệt lắm nhiều năm lên kế hoạch thành công hay thất bại đều nằm ở lần này đi theo tôi ra ngoài làm một cách thật sảng khoái đi. Dứt lời, ông ta liền xoay người ra khỏi phòng nghỉ. Bàng Thái Hằng, Mao Trường Sinh và những người khác đi theo phía sau Tiêu Thiên Thành. Sắc mặt mỗi người đều nghiêm túc, ý chí chiến đấu nồng đậm, đặc biệt là Mao Trường Sinh. Ông ta đã nghẹn một bụng oán khí cả đêm. Hận không thể lập tức tìm Lý Khai Sơn để tính sổ, mà lúc này bên trong một chiếc xe sang trọng lang hồn vẫn phụ trách lái xe tô từ lam yên lặng nằm ở ghế sau đôi mi thành tú giãn ra hai mắt nhắm nghiền lại giống như là một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đang ngủ say chờ hoàng tử đến hôn cô tỉnh lại bố ơi tô an nhiên bị tiêu nhất thiên ôm trong ngực nhìn dòng người tấp nập bên ngoài cửa sổ nghi hoặc hỏi bọn họ đang làm cái gì vậy ạ à? thật là nhiều người quá chúng ta đến đây có thể gọi mẹ tỉnh dậy được sao ạ à? trước đây trong tâm trí bé nhỏ của tô an nhiên càng ngày đều nghĩ muốn tiêu nhất thiên và tô tử lam tăng thêm giờ nhanh chóng sinh cho cô bé một em trai em gái mà bây giờ trong đầu của tô an nhiên chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó là làm cho tô tử lam tỉnh lại bất tỉnh làm sao cô có thể sinh em trai em gái chưa ừ đúng vậy tiêu nhất thiên gật đầu cười nói ở đây có thể gọi cho mẹ tỉnh lại một lát nữa, bố dẫn con đi tìm cô ấy, có được không nào? Nghe vậy, Tô An Nhiên vui mừng khôn xiết, kích động nói. Tốt quá, tốt quá, chỉ cần có thể cứu được mẹ, muốn con làm gì con cũng nguyện ý. Trong lúc hai cha con đang nói chuyện, chiếc xe hơi sang trọng đã đến bãi đỗ xe dưới chân núi Kiếm Sơn, chậm rãi dừng lại. Nhưng mà... Lục Hàn Băng dẫn theo người của nhà họ Lục xuống xe, nhưng Tiêu Nhất Thiên thì không có ý muốn xuống xe. Lý Khải Sơn cũng xuống xe, đi theo bên cạnh Lục Hàn Băng. Dù sao thì nhà họ Lục bây giờ cũng không có cao thủ viên mãn cảnh tọa chấn. Cho dù có bí lệnh của hang động kiếm sơn bọn họ, cũng không có quyền lên tiếng. Tiền bối Lý Lục Hàn Băng liếc mắt nhìn cảnh tượng như núi hô sóng thần xung quanh, lo lắng trong lòng càng lúc càng lớn, không nhìn được hỏi. Ngày ấy... Ngày ấy thực sự nắm chắc chưa? thành thật mà nói trong lòng của lục hàn băng lúc này ngoại trừ lý khai sơn ông cũng chưa tận mắt nhìn thấy một cao thủ ám cảnh viên mãn nào cho dù có thì thế nào chưa hai cao thủ ám cảnh viên mãn có thể chống lại liên minh mạnh mẽ do các gia tộc lớn liên thủ với nhà họ tiêu đứng đầu được sao càng nghĩ thì trong lòng của lục hàn băng càng như cho tàn như thế nào chưa lý khai sơn không giải thích mà hỏi ngược lại Ông chủ lục không tin tưởng vào ngày ấy sao? Vẫn không tin tưởng tôi sao? Về mặt của ông ta có chút hờn giận. Thấy thế, lục hàn băng vội nói. Lục mỗ không dám, chỉ là... Nếu không dám, thì đừng có ở đây nói lời dư thừa vô nghĩa nữa. Không đợi lục hàn băng nói xong, Lý Khai Sơn đã ngắt lời của ông ta, không kiên nhẫn nói. Nhiều người vây xem như vậy, đừng có làm ngày ấy mất mặt. Cho dù có giả vờ, thì cũng cần phải giản là một dáng vẻ đã tính toán kỹ càng đi đến mức khiến cho lục thân không nhận ra nói một lời giống như là xét đánh hiểu chưa trong nháy mắt không chỉ có lục hàn băng tất cả những người của nhà họ lục có mặt ở đây đều bị lời nói của lý khai sơn làm cho ngu ngơ sắc mặt càng ngày càng khó coi mẹ kiếp tiền bối lý ông thật sự đang nghiêm túc đó chứ giả vờ sao giả vờ uy hiếp sao Cao thủ ở chân núi Kiếm Sơn nhiều như mây, nhà họ tiêu có gần trăm người, mỗi người đều ở ám cảnh trung kỳ. Ở trước mặt những người này, giả vờ uy hiếp. Nếu giả vờ uy hiếp không tốt, vậy thì sẽ chết người đó. Nhưng mà... Lý Khai Sơn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc và khiếp sợ của bọn họ, trực tiếp dậm bước tiến thẳng đến lôi đài khiêu chiến, ngẩng đầu ưỡn ngực bước đi, khí thế lẫm liệt, thực sự là giống như lời ông ta nói vậy đi theo kiều, lục thân không nhận ra mà bước đến thoạt nhìn thật là hết sức hiếu đòn rơi vào đường cùng lục hàn băng vươn tay lau mồ hôi lạnh trên trán khẽ cắn môi chỉ có thể dẫn theo mười mấy đệ tử của nhà họ lục kiên trì đi theo phía sau bên kia ở cửa ra vào thang bản long bên sườn núi ở phía tây của kiếm sơn có một lôi đài khiêu chiến khổng lồ lôi đài cao ba thước đường kính ước chừng mấy chục thước bên trái là một tòa nhà màu xám mặt trên bằng phẳng như đá mài không có bất cứ thứ gì cả mà bên phải là một tòa lôi đài được sơn màu đỏ chói mắt hơn nữa xung quanh lôi đài được xây dựng một hàng rào sắt cao chừng năm thước bao bọc toàn bộ lôi đài đỏ như máu mặt trên cũng bị che lại thoạt nhìn thì giống như là một cái lồng sắt cực lớn bao phủ toàn bộ lôi đài đỏ như máu giống như là một ngục giam ngoài trời không ngờ rằng hai lôi đài này lại có màu sắc và cách xây dựng khác nhau một trời một vực mà công dụng của chúng cũng khác biệt lôi đài màu xám ở bên trái là lôi đài bình thường đơn giản là nơi để cho các thế lực bên ngoài khiêu chiến các gia tộc ở thành thiên kiếm chỉ dừng lại ở đó thôi không được làm tổn thương đến mạng người người thắng sẽ có được vị trí có thể tiến vào hang động kiếm sơn mà toàn lôi đài màu đỏ bên phải thì hoàn toàn ngược lại một khi đã lên lôi đài nhất định phải phân định sống chết đến lúc đó toàn bộ lôi đài đều bị song sắt niêm phong người bên trong không ra ngoài được mà người bên ngoài thì cũng không được vào bên trong trong hai người chiến đấu phải có một người chết trên lôi đài như vậy mới tính là khiêu chiến kết thúc cái này là đặc biệt dành cho những người có thù oán sâu đậm trước khi khiêu chiến. Những người một lòng muốn cướp vị trí vào hang động của Kiếm Sơn, đồng thời lại có thù oán sâu sắc vì đoạt mạng sống của đối phương mà chuẩn bị. Ví dụ như Mao Sơn Trường Sinh và Lý Khai Sơn. Các vị yên lặng một chút. Đám người tiêu thiên thành ra khỏi phòng chờ, liếc nhìn về phương hướng của Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn ở bãi đỗ xe phía xa, sau đó trực tiếp đi lên lôi đài màu xám, hô to. Hôm nay là lễ tế thần mỗi năm một lần, thành thiên kiếm tràn ngập vui mừng là gia tộc Luân Phiên chủ trì lễ tế thần lần này. Tiểu mỗ thay mặt nhà họ tiêu, đại diện cho người đứng đầu các gia tộc sau lưng tôi. Cảm ơn người dân của thành thiên kiếm vẫn luôn luôn yêu quý chúng tôi. Đồng thời, tôi đại diện cho người dân của thành thiên kiếm hoàn nghênh tất cả các bạn bè của các tỉnh ngoài đến tham gia lễ tế thần lần này. Tiêu Thiên Thành một mình đứng trên lôi đài, đối mặt với cảnh tượng biển người mênh mông, ông ta đứng khoanh tay, phong thái hiên ngang, lời mở đầu sinh động như thật. Biển người an tĩnh lại, chỉ có mỗi giọng nói của Tiêu Thiên Thành, giống như tiếng sấm không dứt, vang vọng trong không trung, truyền vào tai của tất cả mọi người có mặt, nhưng mà nói được một nửa, tiêu thiên thành đột ngột thay đổi đề tài giọng điệu vốn đang ôn hòa lại trở nên có chút lạnh lùng trầm giọng nói kiếm sơn chính là kiếm sơn của thành thiên kiếm thành thiên kiếm chính là thành thiên kiếm của tất cả người dân ở thành thiên kiếm chắc hẳn các vị đều biết thời kỳ thượng cổ khi các vị thần đến trái đất chém yêu trừ tà công lao tồn tại vĩnh hằng ân huệ muôn đời khi các vị thần rời đi họ đã đề thần kiếm ở lại đây mấy đời nay đã bảo vệ cho người dân ở thành thiên kiếm linh khí bên trong kiếm sơn trợ giúp cho chúng ta kích hoạt huyết mạch đột phá bình cảnh võ đạo cho nên mới có thành thiên kiếm hưng thịnh như bây giờ nhưng mà linh khí bên trong kiếm sơn không phải là vô hạn dùng hoài không hết trải qua hết thế hệ này đến thế hệ khác chiếm lấy tiêu xài linh khí ở kiếm sơn đã không còn được như trước kia nữa cho dù tổ tiên của chúng ta có mở rộng hang động nhưng cũng chỉ có thể giải quyết trong nhất thời không phải là giải pháp lâu dài hiện tại 81 hang động phía trên của kiếm sơn đã bị đào sâu đến trăm mét. Toàn bộ kiếm sơn đã muốn vỡ nát, mình đầy thương tích. Mà chúng ta là hậu duệ của thần, là con của kiếm sơn, chẳng lẽ vẫn cứ tiêu xài phung phí cứ sát thêm muối vào miệng vết thương của kiếm sơn sao chẳng lẽ chúng ta phải trơ mắt nhìn kiếm sơn bị hủy trong tay của chúng ta sao chẳng lẽ chúng ta phải tự mình chôn cất mẹ kiếm sơn của chúng ta hay sao không thể chúng ta không thể ích kỷ như vậy không thể tiêu xài phung phí như vậy không thể tiếp tục lấy oán trả ơn như vậy được nữa những lời này nói rất đúng sự thật tuyên truyền giác ngộ. Ngoài dự đoán của mọi người, Tiêu Thiên Thành, ông ta không hồ danh là người đứng đầu nhà họ Tiêu, khôn khéo hơn người. Nhân cơ hội này, ông ta không giống như các gia tộc luân phiên của những năm trước, tràn ngập chờ mong đối với lễ tế thần năm nay, mà ngược lại còn dội cho mọi người một gáo nước lạnh. Nghe như vậy, có vẻ như rất là hợp lý, biển người rơi vào một màng trầm mặc rất nhiều người dân của thành thiên kiếm đều bị lời nói hiên ngang lẫm liệt của tiêu thiên thành cuốn hút về mặt phấn chấn cảm xúc trào dâng thậm chí một người trong đám đông lớn tiếng đáp lại ông chủ tiêu nói rất đúng kiếm sơn là của chúng ta thành thiên kiếm muốn tiếp tục khai thác cụ thể phải khai thác như thế nào hẳn là phải do người dân thành thiên kiếm quyết định mới đúng không thể để lại cho người bên ngoài chiếm lợi ích của chúng ta làm tổn thương mẹ kiếm sơn của chúng ta phải lập lại quy tắc một lần nữa phải bảo vệ mẹ kiếm sơn của chúng ta có người làm đầu tàu nhất thời người phù họa càng lúc càng nhiều tiếng hô nổi lên bốn phía giống như là một cơn sóng thần vậy đương nhiên những người làm đầu tàu vỗ tay tán thưởng tranh nhau nhảy ra ủng hộ tiêu thiên thành kích động, cảm xúc của người dân thành Thiên Kiếm đều là người đã được nhà họ Tiêu sắp xếp tốt từ trước, mục đích đương nhiên là lợi dụng người dân của thành Thiên Kiếm cung cấp lý do đầy đủ cho những cải cách tiếp theo của bọn họ, đặt nền tảng dư luận vững chắc. Hiệu quả này Tiêu Thiên Thành rất hài lòng, vì vậy ông ta nói tiếp: "Tôi rất hiểu cảm xúc của các vị, nhưng mời các vị không nên gấp gáp, nghe tôi nói hết đã." kiếm sơn là của chúng ta người ngoài muốn mượn dùng kiếm sơn tu luyện cũng có lý nhưng bà linh khí bên trong kiếm sơn ngày càng loãng là sự thật quy tắc lễ tế thần thực sự cần phải thay đổi nếu không nếu gia tộc nào đó của thành thiên kiếm cấu kết với người khác đứng giữa kiếm lợi bỏ túi riêng, ăn cây táo rào cây sung, tùy ý vi phạm quy củ của Thành Thiên Kiếm, giết người của Thành Thiên Kiếm chúng ta, hậu quả thật sự là không thể lường được." Nói xong, Tiêu Thiên Thành quay đầu lại, đôi mắt lạnh lùng quét về phía Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn đang chuẩn bị đi lên lôi đài. Hiển nhiên, trong lời nói của Tiêu Thiên Thành còn có hàm ý khác, ám chỉ điều gì đó hướng về phía lục hàn băng và lý khai sơn nghe vậy trai tìm của lục hàn băng đột nhiên run lên bước chân mạnh xuống ngẩng đầu lên ở trong không trung liếc nhìn tiêu thiên thành về mặt lo lắng nhất thời càng thêm căng thẳng trong lòng thầm nói tiêu thiên thành này quả thực là một con cáo già hư tình giả ý làm màu nửa ngày bây giờ rốt cuộc cũng hướng chĩa mũi rồi về phía nhà họ lục chúng ta sao Quả nhiên, nhà họ tiêu vẫn một lòng tiêu diệt nhà họ lục của chúng ta mà. Ánh mắt của hai người xen nhau, va chạm từ xa, bầu không khí lập tức trở nên hơi căng thẳng. Những người dân của thành thiên kiếm vây xem, cũng ngừng kêu la, tất cả lực chú ý của mọi người đều tập trung lên ba người tiêu thiên thành, lục băng hàn và lý khai sơn. Kịch hay, mong chờ đã lâu, cuối cùng đã sắp mở màn sau tiêu thiên thành đứng trên võ đài lục hàn băng đứng ở dưới võ đài nói thật đối mặt với tiêu thiên thành và những ông già của dòng họ lớn phía sau ông ta lúc này lục hàn băng đang chịu áp lực tâm lý rất lớn dù sao số người và sức mạnh của hai bên tranh lệch quá lớn lớn đến nỗi Lục Hàn Băng không có can đảm để đối đầu gai gắt với Tiêu Thiên Thành. Vì thế, Lục Hàn Băng quay đầu nhìn về phía Lý Khai Sơn, muốn Lý Khai Sơn đứng ra đánh trận đầu. Nhưng mà... Lý Khai Sơn đứng đó không động đậy tí nào cả. Nhìn ánh mắt suối rục của Lục Hàn Băng, trong ánh mắt vẫn giữ vẻ vô cùng bình tĩnh, giống như là đang nói, quên chuyện mới giao cho ông vừa nãy rồi sao? thể hiện vẻ đã tính trước mọi việc, bước đi không nề tình, dễ dàng bị xét đánh. Lên đi, đến lúc ông già vờ uy hiếp rồi đấy. Tiếp theo, mời ông bắt đầu biểu diễn. Thấy thế, sắc mặt của Lục Hàn Băng lập tức xám xịt. Mẹ kiếp, thế này là muốn đẩy tôi vào hố lửa, muốn tôi chết trong hố sao? Nhưng mà cho dù vẻ mặt của Lý Khai Sơn bây giờ thiếu đánh cỡ nào, thì Lục Hàn Băng cũng không dám làm gì ông ta khẽ cắn môi đành phải quay đầu lại nhìn về phía tiêu thiên thành trên võ đài và nói ông chủ tiêu ông có ý gì chứ ông đang nói ai vậy lục hàn băng biết rõ còn cố hỏi lúc hỏi ông ta đã rất cố gắng ra vẻ bình tĩnh còn làm theo sự dằn dò của lý khai sơn vừa nãy lấy hết khả năng dùng giọng điệu ngông cuồng dễ dàng bị xét đánh đáng tiếc hiệu quả cũng không tốt cho lắm trong giọng nói tức giận của ông ta mơ hồ có hơi run rẩy người tôi nói là ai chẳng lẽ ông chủ lục không liệt kê trong lòng sao trái lại tiêu thiên thành đứng quanh tay bày ra dáng vẻ đã tính trước mọi việc cũng hử lạnh nói đêm qua ở trước cửa lớn nhà họ lục ông chủ lục cấu kết với người ngoài ở thủ đô giết 10 cao thủ ám cảnh của nhà họ sử ở thành thiên kiếm chúng ta ngay cả ông cụ sử thừa sóc của nhà họ sử cũng chết trong tay các ông đác chết khắp nơi vô cùng thê thảm. Lúc ấy có rất nhiều người dân của thành Thiên Kiếm ở đó chính mắt thấy toàn bộ quá trình thế nào. chẳng lẽ ông chủ Lục dám làm mà không dám nhận ở dưới chân núi Kiếm Sơn trước mặt tất cả người dân của thành Thiên Kiếm vẫn muốn đùn đẩy chối cãi hay sao? giọng nói như chuông đồng truyền ra khắp nơi. lập tức nhiều người dân của thành Thiên Kiếm đứng dậy sôi nổi làm chứng chỉ Lục Hàn Băng và Lý Khai Sơn những chuyện này tất nhiên cũng do tiêu thiên thành sắp xếp kỹ càng từ trước ông ta muốn đám người lục băng hàn và lý khai sơn làm đối tượng bị mọi người chỉ trích trở thành con chuột chạy qua đường bị mọi người đánh đòn chỉ có như vậy ông ta mới có thể coi đây là lý do hợp tình hợp lý để thành lập điện thiên thần dựa lại quy tắc của kiếm sơn ông lục hàn băng tức giận nói sự thừa sóc dẫn cao thù của nhà họ sử bao vây kín nhà lớn của nhà họ lục tôi muốn giết cả nhà họ lục tôi cướp bí lệnh hang động kiếm sơn của nhà họ lục tôi vì sao ông không nói chứ chẳng lẽ trong mắt ông chủ tiêu chỉ cho phép nhà họ sử ức hiếp người khác là không cho phép nhà họ lục đánh lại hay sao không đánh lại tất nhiên lục hàn băng muốn cãi lý quy tắc tôi muốn nói quy tắc của thành thiên kiếm đối mặt với câu hỏi của lục hàn băng tiêu thiên thành hợp tình hợp lý nói ông cụ lục đã mất nhà họ lục xuống dốc đã không còn khả năng để bảo vệ bí lệnh của hang động kiếm sơn trái lại tiền bối sự thừa sóc bước vào ám cảnh viên mãn nhà họ sử nổi lên muốn thay thế nên đến cửa khiêu chiến chuyện này phù hợp với quy tắc của thành thiên kiếm mà các ông trong và ngoài cấu kết giết cao thù của nhà họ sử ra tay độc ác chuyện này phá hỏng quy tắc của thạch thiên kiếm. Nói xong, Tiêu Thiên Thành rời ánh mắt lạnh băng khỏi người của Lục Hàn Băng, ngược lại nhìn về phía đám người mênh mông ở đối diện hồ lớn. Xét thấy việc làm của nhà họ Lục tạo ra ảnh hưởng xấu tới thạch thiên kiếm. Các dòng họ lớn trải qua bàn bạc, nhất trí quyết định bắt đầu từ năm nay hủy bỏ tư cách tham gia tế thần của nhà họ Lục, lấy lại bí lệnh và vị trí trong tay của nhà họ Lục, đồng thời vì đề phòng tình huống tương tự xảy ra với tư cách là người bảo vệ kiếm sơn là hậu duệ của thiên thần chúng tôi quyết định bắt đầu từ hôm nay tất cả các dòng họ có bí lệnh ở thành thiên kiếm thành lập điện thiên thần đồng thời lấy danh nghĩa của điện thiên thần lập lại quy tắc của tế thần và quy củ của thành thiên kiếm có ba điều thứ nhất trước đây hễ là người bên ngoài muốn tham gia tế thần bước vào hang động kiếm sơn, chỉ cần khiêu chiến với người có hang động. Bây giờ thì phải được 10 dòng họ trên đài cùng đồng ý mới được. Nói cách khác, 10 dòng họ trên đài này, có một dòng họ không đồng ý. Người đó phải khiêu chiến với cao thủ cùng cảnh giới của dòng họ đó. Có hai dòng họ không đồng ý. Người đó phải khiêu chiến với cao thủ cùng cảnh giới của hai dòng họ đó. Từ đó suy ra, nếu như cả 10 dòng họ không đồng ý, vậy thì ngại quá. Người đó phải liên tục khiêu chiến với 10 dòng họ, phải toàn thắng mới có tư cách bước vào hang động kiếm sơn. Hơn nữa, điều kiện bước vào hang động kiếm sơn là phải tham gia vào điện thiên thần, trở thành một thành viên trong chúng tôi mới có thể hưởng thụ ân phúc mà thiên thần để lại cho chúng ta. Tiêu Thiên Thành hăng hái hẳn lên, mượn cơ hội công bố kế hoạch mà ông ta tính toán đã lâu, thay đổi quy tắc của Tế Thần, quy tắc mới chính là nhằm vào người bên ngoài. Trước đây, người bên ngoài muốn hang động kiếm sơn nào, chỉ cần khiêu chiến với người có hang động đó, đánh một trận quyết định thắng bại. Bây giờ, dựa vào 10 dòng họ của Thành Thiên Kiếm ở trên đài làm chủ, bọn họ đồng ý thậm chí có thể không cần đánh trần nào trực tiếp tham gia vào điện thiên thần bước lên kiếm sơn vào hang động bọn họ không đồng ý đấu người này tới người khác đánh luân phiên cũng có thể đánh chết người đó nói trắng ra bọn họ muốn hoàn toàn kiểm soát kiếm sơn xôn xao tiêu thiên thành nói xong điều thứ nhất hơi dừng lại một lúc ngay sau đó, đám người mênh bông lập tức chuyển đến tiếng kinh ngạc và than thở. Người dân bình thường ở thành thiên kiếm, vốn dĩ không được vào kiếm sơn, không được vào hang động, thay đổi quy tắc, không có ảnh hưởng gì tới bọn họ. Nhưng mà, những người của các thế lực lớn đến từ nơi xa thì sắc mặt rất khó coi, khó khăn, lớn hơn trước đây. Đột nhiên có người la lớn hỏi, ông chủ tiêu, theo như ông nói, nếu khiêu chiến thành công, thông qua kiểm tra của Điện Thiên Thần, trở thành một thành viên của Điện Thiên Thần, chúng tôi có thể có được mấy vị trí của hang động Kiếm Sơn sao?" Nghe vậy, tất cả mọi người sững sờ, sau đó nhao nhao xoay người quay đầu lại, cùng nhìn về phía Lục nói, chỉ thấy người hỏi chính là người của nhà họ Ngô ở thành phố Lâm Giang. Ở thành phố Lâm Giang, nhà họ Ngô cũng là dòng họ lớn số 1 số 2 trong họ có cao thủ ám cảnh viên mãn cảnh giữ mà lúc này ông già ám cảnh viên mãn của nhà họ ngô cũng tới đứng bên cạnh người hỏi hỏi rất hay tiêu thiên thành giải thích vào điện thiên thần sau này chính là người một nhà vị trí cụ thể sẽ do các dòng họ lớn ở điện thiên thần chia theo nhu cầu cùng nhau bàn bạc cống hiến cho điện thiên thần càng lớn tất nhiên có thể được chia nhiều vị trí hơn mọi người bừng tỉnh qua một lần giải thích như vậy, dã tâm to lớn của Tiêu Thiên Thành càng lộ rõ, thử nghĩ xem, bây giờ Điện Thiên Thần vừa được thành lập, bị tất cả 10 dòng họ lớn ở thành Thiên Kiếm thâu tóm, sau này hễ là thế lực bên ngoài bước vào kiếm sơn, đều phải tham gia vào Điện Thiên Thần mới được, như vậy đương nhiên quy mô và sức mạnh của Điện Thiên Thần sẽ nhanh chóng lớn mạnh giống như quả cầu tuyết. Lúc này lại có người hỏi nếu đánh thắng võ đài nhưng không muốn tham gia vào điện thiên thần thì phải làm như thế nào đây? Trong phút chốc, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn, ngay cả người của nhà họ Ngô ở thành phố Lâm Giang cũng không ngoại lệ, là chủ của nhà họ Phùng ở tỉnh Sơn Hành. Phùng Diệp Bang lập tức tiếng kinh ngạc nổi lên xung quanh. Người hỏi gần 60 tuổi, bất ngờ chính là ông chủ đương nhiệm của nhà họ Phùng ở tỉnh Sơn Hành, cao thủ ám cảnh viên mãn Phùng Diệp Bang không ngờ rằng tỉnh sơn hành và tỉnh đông hà gần nhau nói là họ cao của cao nhất minh là nhà quyền thế đứng đầu của tỉnh đông hà vậy thì không hề khoa trương khi nói nhà họ phùng do phùng diệp bang đứng đầu hoàn toàn xứng đáng là dòng họ đứng đầu của tỉnh sơn hành hơn nữa quan hệ giữa nhà họ phùng ở tỉnh sơn hành và nhà họ cao ở tỉnh đông hà luôn luôn bất hòa với nhau hai bên có rất nhiều mâu thuẫn người của nhà họ phùng đến tất nhiên vì tham gia tế thần nhưng mà rất rõ ràng với thế lực của nhà họ phùng ở tỉnh sơn hành bọn họ sẽ không vì tế thần mà hạ mình tham gia vào một tổ chức mới thành lập như điện thiên thần cống hiến gì gì đó cho điện thiên thần cho nên phùng diệt bang mới hỏi điều này Đúng vậy, đánh thắng rồi mà không muốn gia nhập vào Điện Thiên Thần, vậy thì phải làm như thế nào bây giờ? Nếu như có thể đi vào hang động kiếm sơn, vậy thì việc tham gia vào Điện Thiên Thần sẽ chỉ là thùng rỗng kêu to, mất đi tác dụng vốn có. Trái lại, nếu như đánh thắng lại không cho người ta đi vào thì xem như là đắc tội với tất cả các thế lực bên ngoài Điện Thiên Thần. Hậu quả này mặc dù là 10 gia tộc lớn của Thành Thiên Kiếm hợp lực lại cũng đánh không nổi. Vậy nên, tất cả những ánh mắt như hàng vạn mũi tên truyền từ trên người của vùng diệt bang sang phía tiêu thiên thành, như muốn nghe lời giải thích của ông ta vậy. Chỉ thấy, ánh mắt của tiêu thiên thành cũng không nhìn về phía vùng diệt bang, đôi mắt híp lại, trầm giọng nói. Ông chủ vùng diệt bang đã hỏi thì tiêu mộ cũng xin trả lời. Thật ra, quy tắc rất đơn giản. Trong điều kiện không muốn tham gia Điện Thiên Thần mà muốn tiến vào hang động kiếm sơn thì chỉ có một cách thôi là một mình đánh bại 10 cao thủ ám cảnh do 10 gia tộc lớn phái ra. Chúng tôi ngăn không được, tất nhiên sẽ cho qua. Nghe vậy, con người của vùng diệt bang cũng bỗng co rút lại. 10 người sau. 10 gia tộc lớn của thành thiên kiếm đều có cao thủ ám cảnh viên mãn cảnh giữ. Một người mà đánh lại hết 10 người, gần như là nhiệm vụ không thể hoàn thành, trừ khi có cường giả minh cảnh sông đến, hoặc ít nhất là cường giả nửa bước vào minh cảnh mới có thể làm được. Nhưng mà tìm khắp đất nước này, thật sự có mấy cường giả minh cảnh đây? Có mấy người nửa bước minh cảnh chưa Nếu như người đó tới thật thì sợ là 10 gia tộc lớn nhất của Điện Thiên Thần hẳn là còn không kịp nịnh bợ, vốn không dám ra tay. Vậy nên, vậy nên đây là một lời biện minh nghịch lý. Người có thể làm được sẽ không tới, còn người ở đây vốn dĩ không thể làm được. Đây chính là chỗ khôn khéo nhất của tiêu thiên thành. Quy tắc, tao đã nói xong rồi. Cơ hội sao? Tao cũng đã cho mày, nhưng mà nếu như mày không có bản lĩnh đó, chính mày không làm được. Vậy thì thật ngại quá, không gia nhập điện thiên thần, vậy thì cút đi cho tao. Ông chủ phùng diệt bang còn vấn đề gì khác không? Cho dù đối mặt với người đứng đầu của gia tộc lớn nhất tỉnh Sơn Hành, thì Tiêu Thiên Thành cũng biểu hiện vô cùng cường thế, không còn cách nào khác, ai bảo nhà họ Phùng của tỉnh Sơn Hành và nhà họ Cao của tỉnh Đông Hà là thù chứ không phải là bạn. Tiêu Thiên Thành đã lựa chọn bắt tay với nhà họ Cao, tất nhiên sẽ không hy vọng xa vời, là đồng thời phải giữ gìn mối quan hệ tốt với nhà họ Phùng. Có, Phùng Diệp Bang cũng hỏi tiếp, nếu như đánh bại hết 10 gia tộc lớn nhất có thể kiếm được bao nhiêu vị trí hang động của kiếm sơn đây? Đánh thắng hết sao? Nghe được những lời Phùng Diệt Bang nói trong đám người nhất thời vang lên tiếng thổn thức. Tất cả những người xung quanh đó đều nhìn về phía Phùng Diệt Bang bằng ánh mắt kinh ngạc và coi thường. Mẹ kiếp, đùa cái gì thế chứ? Một người đánh mười người sao? Ông thật sự là có bản lĩnh đó, thì đánh thử cho tôi xem nào. Thế nào, chẳng lẽ ông chủ nhà họ Phùng muốn thử một chút sao? Ngược lại, Tiêu Thiên Thành lại cười ha hà thuận miệng nói, nếu như thật sự ông chủ phùng có thể thành công thì có thể tùy ông lựa chọn, đánh với 10 gia tộc lớn nhất. Lỡ như thành công, vậy thì 81 hang động của Kiếm Sơn tùy ý chọn, muốn chọn cái nào cũng được hết. Được, Phùng Diệp Bang gật đầu nói, tôi hiểu rồi. Lời mà Tiêu Thiên Thành nói không chỉ có Phùng Diệp Bang hiểu, Tất cả mọi người ở đây đều hiểu lời mà Tiêu Thiên Thành nói, nhưng mà không có bất cứ ai ngây thơ cho rằng có người có thể đánh bại tất cả 10 gia tộc lớn nhất của Thành Thiên Kiếm. Các vị còn có vấn đề nào khác không? Tiêu Thiên Thành đưa mắt nhìn lên người của Phùng Diệp Bang, sau đó lại nhìn về phía biển người mênh mông hỏi một tiếng. Không thấy có ai đưa ra câu hỏi gì, ông ta mới chuyển sang chủ đề khác nói. Quy định thứ nhất là quy định với tế thần kiếm sơn, Quy định thứ hai là đối với Thành Thiên Kiếm, từ hôm nay trở đi, bất cứ người ngoài nào dám đi vào trong Thành Thiên Kiếm, ra tay giết người, ức hiếp người của Thành Thiên Kiếm chúng ta, như vậy thì mặc kệ người đó có thân phận gì, bối cảnh gì, mười gia tộc lớn của Điện Thiên Thần chắc chắn sẽ lấy tính mạng của người đó, tất cả những người dân chúng trong Thành Thiên Kiếm đều là hậu duệ của Thiên Thần, bảo đảm an toàn của bọn họ chính là lẽ dĩ nhiên xôn xao sau khi tiêu thiên thành công bố quy định của thành thiên kiếm xong tiếng hô vang rồi ở bốn phía chuyển tới từ biển người mênh mông tiếng khen ngợi không ngừng nghỉ chuyển đến tất cả những người dân trong thành thiên kiếm đều vô cùng cảm động đến rơi lệ nhưng mà chưa đợi bọn họ vui mừng xong thì tiêu thiên thành lại đánh thêm một hồi trống khiến cho tinh thần của mọi người trở nên càng hăng hái ngay sau đó lại công bố một quy tắc mới cuối cùng Kiếm Sơn Động tổng cộng có 81 vị trí. Trước đó, tất cả mọi vị trí đều bị những gia tộc lớn chia ra, không còn vị trí nào cho những gia tộc nhỏ và vừa. Người bình thường lại càng không thể tham dự vào. Bây giờ, Tiêu Thiên Thành tôi tuyên bố, từ lễ tế thần năm nay, từ hôm nay trở đi, bắt đầu từ giây phút này, tầng trời thứ nhất và tầng trời thứ hai, tổng cộng có 18 vị trí hang động, toàn bộ dùng để giúp đỡ những gia tộc nhỏ và vừa và dân chúng trong thành thiên kiếm. Chỉ cần con cháu của mọi người có tiềm lực kích hoạt huyết mạch đều có thể ghi danh tham gia do 10 gia tộc lớn nhất Điện Thiên Thần cùng tuyển chọn. Không hề có bất cứ điều kiện nào khác, không cần phải nộp bất cứ lệ phí nào. Nếu như mục tiêu thiên thành công bố điều thứ hai là một điều chấn động lớn vậy thì điều thứ ba này tuyệt đối là một quả bom nặng ký. Khi lời nói vừa nói xong, tất cả dân chúng của thành thiên kiếm đều trực tiếp bùng nổ phải biết rằng lễ tế thần mặc dù là ngày lễ chung của tất cả dân chúng trong thành Thiên Kiếm, nhưng trước đó 99,99% ,99 người dân của thành Thiên Kiếm chỉ có thể tham gia cho vui, giống như là đến xem một câu chuyện cười, hoàn toàn không có tư cách để tham gia vào nhưng bây giờ Tiêu Thiên Thành lại nói, tầng trời thứ nhất và tầng trời thứ hai của Kiếm Sơn có tổng cộng 18 vị trí, tất cả đều tặng miễn phí và vô điều kiện cho những gia tộc nhỏ và vừa và cả dân chúng bình thường sử dụng. Điều này sao có thể không khiến cho bọn họ sợ hãi, sao mà không thích cho được chứ? Đừng nói là bọn họ, ngay cả Lý Khai Sơn và Lục Băng Hàn đang đứng ở dưới lôi đài xám lạnh cũng bị câu nói của Tiêu Thiên Thành làm cho vô cùng kinh ngạc. Lúc đầu, Lục Băng Hàn vẫn cho là Tiêu Thiên Thành hợp tác với mỗi gia tộc lớn của Thành Thiên Kiếm là vì tư lợi cho bản thân, là muốn độc chiếm kiếm sơn, có mưu đồ gây rối, là lòng lang giả thú. Vậy nên Lục Băng Hàn không hề tham dự vào đó. Nhà họ Lục Băng nãy còn là cái gai trong mắt, cứ như phải bị loại trừ thì mới sảng khoái. Nhưng mà Tiêu Thiên Thành liên tiếp công bố ba quy định này ra, khi nghe xong thì sao lại cảm thấy là đang mưu cầu phúc lợi cho dân chúng của thành thiên kiếm chứ lẽ nào trước đó đã trách lầm tiêu thiên thành sao không thể không thừa nhận tiêu thiên thành là một người làm chuyện lớn cách làm việc đều nhìn vào tổng thể ông ta dùng hai quy tắc mới đã trực tiếp giành được sự biết ơn thật lòng từ người dân của thành thiên kiếm Vô Thức đã che giấu được việc ông ta muốn xây dựng lại Điện Thiên Thần, sau đó dùng Điện Thiên Thần để khống chế cả Kiếm Sơn và toàn bộ thành Thiên Kiếm, có mất mới có được, thả con cá nhỏ bắt con cá lớn. Mẹ kiếp, con mẹ nó đúng là một lão cáo già. Trong một chiếc xe sang trọng trong bãi đỗ xe đối diện, mặt cuốn lang hồn hết đen lại trắng, lão già nhà họ Tiêu này không chỉ nói rằng bọn họ là hậu duệ của thiên thần mà lại còn nói rằng tất cả dân chúng trong thành thiên kiếm đều là con cháu của thiên thần vậy là đã trói buộc tất cả dân chúng của thành thiên kiếm lại với bọn họ hơn nữa còn dùng lời hứa có hoa không có quả để lấy được sự ủng hộ của tất cả dân chúng trong thành vậy mà chúng ta còn muốn xử lý ông ta <laughs> sợ rằng sẽ thật sự trở thành mục tiêu cho mọi người công kích có hoa không có quả Câu nói này của lang hồn thật sự là vô cùng chính xác. Thật ra, toàn bộ thành thiên kiếm có mấy triệu hộ dân, nhưng mà 18 hang động của kiếm sơn đó, người thực sự có thể được ghi danh, cũng chỉ lác đác không có bao nhiêu, có thể nói là chỉ đếm được trên đầu ngón tay. 99% dân chúng của thành thiên kiếm hoàn toàn không có cơ hội, nhưng mà cố tình là mọi người đều cho rằng tôi có thể, tôi có thể làm được. Việc có thể ghi danh chẳng khác nào việc mua vé số từ thiện mà chúng được thường lên tới cả 180 tỷ. Cho dù tỷ lệ nhỏ đến nỗi không thể tính được, nhưng vẫn có thể làm cho vô số người mơ mộng hão huyền. Vẫn cứ mua sổ số không biết mệt mỏi, cảm thấy chỉ cần có cơ hội thì miếng bánh từ trên trời rơi xuống này nhất định có thể đập lên đầu mình. Đây chính là bản chất của con người. Vậy nên, dù tất cả mọi người đều kích động muốn chết, hưng phấn muốn chết, đều vỗ tay một cách điên cuồng, rất thú vị. Tiêu Nhất Thiên ngồi trong xe, nhìn về phía Tiêu Thiên Thành, đang đứng trên đôi đài xám lạnh, trầm giọng nói. Dã tầm của Tiêu Thiên Thành vượt xa so với tưởng tượng của chúng ta lúc trước. Nếu như ông ta đã muốn chơi, vậy thì hôm nay chúng ta chơi với ông ta tới cùng đi. Đánh 10 sau. Được, tôi thật sự muốn xem thử xem sau khi bắt đầu kiêu chiến ai có thể cản được tôi. Ngày hôm nay, mặc kệ Tiêu Thiên Thành đã nói những gì, đã làm những gì, tuyên bố nội quy mới kiểu gì, trái lại ở tất cả những người ngồi ở chỗ này của Kiến Sơn, Tiêu Nhất Thiên đã quyết định rồi. 5 phút sau, sau khoảng 5 phút, tiếng gieo hò hoan hô như vũ bão của đoàn người mênh mông mới dần dần bình thường trở lại ai nấy đều nhìn về phía tiêu thiên thành với ánh mắt tràn đầy sự khó tin và kính sợ không thể diễn tả được thành lời cứ như là tiêu thiên thành đã trở thành idol trong lòng của bọn họ hình tượng trở nên tầm cỡ không gì sánh bằng trong lòng của bọn họ những chuyện này đều là những việc mà chúng tôi nên làm mọi người không cần phải cảm ơn muốn cảm ơn thì hãy cảm ơn thiên thần bảo vệ đã giữ lại kiếm sơn phù hộ cho tất cả dân chúng trong thành làm con cháu của thiên thần chúng ta có chung một dòng máu sau này nhất định phải bắt tay lại với nhau cố gắng hết sức để khôi phục lại thành thiên kiếm khôi phục vinh quang vô thượng của thành thiên kiếm không làm nhục sự linh thiêng cao cả đời đời của thành thiên kiếm đối mặt với tình cảnh này tiêu thiên thành cũng có vẻ hơi kích động chuyện lớn sắp thành siết chặt nắm đấm ông ta hít một hơi thật sâu cúi đầu nhìn đồng hồ sau đó nói lớn quy tắc mới đã được đề ra đã đến giờ bây giờ những người muốn ghi danh vào tầng trời thứ nhất và tầng trời thứ hai có thể đi báo danh đồng thời nếu muốn tham gia vào điện thiên thần chấp nhận bài kiểm tra của điện thiên thần đối với người bên ngoài cũng có thể lên sân khấu kiêu chiến rồi đây nhất thời có không ít những người thuộc dân chúng và các gia tộc nhỏ và vừa của thành thiên kiếm lao về phía đối diện báo danh như ông vỡ tổ rất sợ là một khi chậm trễ sẽ mất đi một cơ hội tốt như vậy nhưng mà cho dù là nhà họ phùng ở tỉnh sơn đông hay là nhà họ ngô ở thành phố lâm giang những thế lực ở bên ngoài này đã đứng im không hề nhúc nhích đối mặt với những quy tắc mới này họ hiển nhiên là không có bất kỳ ai đồng ý đứng ra làm người thí nghiệm đầu tiên Tất cả đều đứng ở đây quan sát. Đúng lúc này, một người tóc dài đến lưng nhưng vẫn cứ đứng ở cách tiêu thiên thành. Bỗng bước lên phía trước một bước, ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp nhìn thẳng về phía Lý Khai Sơn đang đứng ở dưới lôi đài giám lạnh. Còn mẹ nó, hôm qua, ông như con rùa rụt cổ ở trong nhà của nhà họ Lục, không phải rất kiêu ngạo sao? Không phải nói là ai dám đi vào thì sẽ chỉ có thể chết ở bên trong sao? không phải nói ông đây không có tư cách một đấu một với ông sao, không phải nói hôm nay nhất định phải leo lên đỉnh của Kiếm Sơn sao, lên đi, có gan thì ông lên đây khiêu chiến, ông đây mà không lột da của ông mới là lạ đó. Mao Trường Sinh bùng nổ cơn giận, đã nhịn mãi đến bây giờ, hay lắm, vậy nên khi thời cơ đã thích hợp, không đợi Lý Khai Sơn lên sân lôi đài, khiêu chiến, ông ta đã nhịn không được mà đứng dậy chủ động khiêu khích Lý Khai Sơn. Lý Khai Sơn và ông ta liếc nhau một cái, ánh mắt va chạm giữa không trung, sát ý đồng đậm. Được. Một lát sau, Lý Khai Sơn gật đầu, vẻ mặt khinh thường hừ lạnh nói, mày đã muốn chết, thì tao sẽ cho mày được như ý. Nói xong, Lý Khai Sơn bước chân trực tiếp đi về phía lôi đài khiêu chiến. Chỉ là mục tiêu của Lý Khai Sơn cũng không phải là lôi đài phổ thông xám lạnh, mà là lôi đài huyết hồng tử thần thấy thế lục băng hàn đứng đầu nhà họ lục lại càng hoảng sợ vô thức muốn ngăn cản lý tiền bối ông nhưng mà bước chân của lý khai sơn vẫn không dừng lại cũng không có để ý tới lời ngăn cản của bọn họ trong chốc lát đã đi tới trước mặt lôi đài huyết hồng lòng bàn chân đạp một cái xoay người nhảy lên trực tiếp nhảy lên trên lồng tử vong lồng tử vong đã vào thì sẽ có một người phải chết thấy cảnh tượng như vậy tất cả những dân chúng không đi báo danh hai mắt đều sáng lên vô cùng mong đợi trời ạ à, sắp đánh rồi cuối cùng thì cũng đã bắt đầu đánh nhau hơn nữa không chỉ là đánh mà còn là phải quyết đấu sống chết giết giết ông ta đi giết ông ta đi sau sự xúc động trước những quy tắc mới vừa rồi những người muốn đứng ở phía trung lập những dân chúng chỉ muốn tham gia cho vui của thành Thiên Kiếm lúc này lập tức thay đổi lập trường hầu hết tất cả mọi người đều ở đây hò hét cổ vũ cho mau Trưởng Sinh đều muốn làm cho người ngoại lai muốn phá hoại quy củ của thành Thiên Kiếm bỏ mạng trên lôi đài mà lúc này nhóm người của Phùng Diệt Bang cũng mang vẻ mặt nghiêm túc muốn xem thử người thứ nhất thử nghiệm là Lý Khai Sơn đến cuối cùng có thể tạo thành kết quả như thế nào Xem như ông cũng có dũng khí, Mao Trường Sinh ngẩn ra một chút, ngay sau đó thì khóe miệng bỗng nối lên một nụ cười tàn nhẫn, lè lưỡi liếm một vòng quanh môi khô, ánh mắt nhìn về phía Khai Sơn, giống như là một con sói độc ác đang nhìn chằm chằm về phía con mồi vậy, dứt lời, không hề chần chừ, đi theo lên lôi đài. Tiêu Thiên Thành cũng không ngăn cản. Tất cả những lão quái vật trong mỗi gia tộc lớn cũng không cản. Bọn họ vô cùng hiểu về thực lực của Mao Trường Sinh là cao thủ ám cảnh viên mãn, nên không thể nào có ai đủ khả năng lấy đi mạng sống của Mao Trường Sinh. Theo như quy tắc, khiêu chiến trên lôi đài tử vong huyết hồng chỉ có thể dùng tay không, không thể sử dụng bất kỳ loại binh khí và ám khí nào khác, chỉ là dùng thực lực thuần túy để liều mạng sau khi mao trường sinh vừa đi vào trong lồng sinh tử của lôi đài huyết hồng một tiếng vang chói tai vang lên cửa sắt của lồng giam tử vong bị người ta đóng lại đồng thời khi đã bị khóa lại không chết người vậy thì sẽ không mở khóa ra đường kính của lôi đài huyết hồng cao tới mấy chục thước cũng đủ để lý khai sơn và mao trường sinh thi triển quyền cước ở bên trong quyết chiến sinh tử dưới ánh mắt nóng bỏng tràn đầy mong đợi của tất cả mọi người trong không khí sốt sắng bùng nổ chỉ thấy trên lôi đài huyết hồng bên trong lồng giam tử vong lý khai sơn và mao trường sinh đứng đối diện nhau cách xa nhau khoảng chừng bưởi bước mao trường sinh bè bè cổ Tiết chặt nắm đấm đồng thời tiếng bẻ khớp xương chói tay tào nhã vang lên từ bên trong cơ thể cường tráng của mao trường sinh thiết quyền nổi tiếng nhất là sức mạnh đánh ở cự ly gần lão già kia chuẩn bị nhận lấy cái chết xong chưa mao trường sinh mở miệng hỏi một câu đồng thời chỉ có một câu hỏi như vậy nhưng chỉ trong nháy mắt khi vừa mới nói xong, chưa kịp đợi Lý Khai Sơn trả lời câu hỏi của mình, ám kình trong cơ thể hắn tuôn ra như nước sông, không ngừng phát ra hoài, xuyên qua cánh tay phải, điên cuồng chút vào bên trong nắm đấm, sau đó, cả người giống như một con báo săn mồi, cùng hăng hái cái đạp một cái, xoay người bay thẳng đến trước Lý Khai Sơn đang đứng ở đó 10m. Một nắm đấm nhắm thẳng vào mặt của Lý Khai Sơn, chỉ dựa vào mày sau, cảm nhận được ám kình hùng hồn mà mao trường sinh phát ra về mặt của lý khai sơn không khỏi nghiêm túc hơn vài phần nhưng mà đối mặt với một quyền hung hãn như vậy của mao trường sinh ông ta vẫn duy trì sự tự tin như cũ cười lạnh một tiếng sau đó cũng dồn ám kình vào bên trong nắm đấm của mình không hề tránh né không né đòn cũng không bỏ trốn mà chỉ đón lấy khi nắm đấm bà mao trường sinh đấm tới lấy quyền đỡ quyền mạnh mẽ chống lại mao trường sinh chuyện này đúng là muốn chết thấy phản ứng của lý khai sơn trên lôi đài màu xám lạnh bình thường kể cả tiêu thiên thành và tất cả là quái vật của những gia tộc trong thành thiên kiếm đều biến sắc hiển nhiên bọn họ vạn lần không thể ngờ rằng lý khai sơn có thể có can đảm và dũng khí như vậy trong mắt của bọn họ, Lý Khai Sơn lấy quyền đối quyền, lấy cứng chọi cứng với Mao Trường Sinh, chỉ là lấy trứng chọi đá, chẳng khác nào tìm đường chết. Dù sao thì song thiết quyền của Mao Trường Sinh để nổi danh mạnh mẽ ở thành thiên kiếm, dám lấy trứng chọi cứng với hắn ta, như vậy chỉ sợ là không tìm được vài người. Sôn sao, trong biển người mênh mông đang vây xem cũng chuyển đến một tiếng hét thổn thức khiếp sợ. Mười bước ngắn ngủi, hai cao thủ ám cảnh viên mãn đang đấu với nhau. Nói thì chậm, nhưng mà diễn ra thì nhanh. Thật ra chỉ trong nháy mắt, ngay khi tiếng hô bất ngờ trong đám người vừa mới vang lên, thì lập tức đã bị một tiếng nổ đinh tai nhức óc cắt đứt. Chỉ thấy trên lôi đài huyết hồng, trong lồng giam tử vong, Lý Khai Sơn và Mao Trường Sinh không hề sử dụng bất kỳ chiêu thức xinh đẹp nào, màu mè nào cứ như vậy mà dùng nắm đấm đối nắm đấm dùng phương thức đơn giản thô bạo nhất để so tài với nhau trong nháy mắt hai người va chạm lẫn nhau trong nháy mắt cả hai người đồng thời lùi về phía sau vừa chạm vào đã lập tức tách ra trong mắt những người đang đứng xem thì như là hai quả bóng cao su vừa mạnh mẽ va vào nhau sau đó thì cùng bắn ra ngoài mao trường sinh lùi lại vài bước chân thì đứng vững sau đó lý khai sơn lùi về phía sau năm bước ai cao ai thấp lập tức đều có thể đoán được ngay lần va chạm đầu tiên lý khai sơn gần như đã bị mao trường sinh chèn ép rơi xuống thế hạ phòng nhưng mà chuyện này chuyện này chuyện này sao được chứ cho dù là rơi vào thế bất lợi nhưng mà biểu hiện của lý khai sơn vẫn bình tĩnh như cũ làm cho đám người tiêu thiên thành bất ngờ hoảng hốt đôi mắt nhíu thật chặt lại có hơi khó tin, nhìn chằm chằm vào Lý Khai Sơn. Vậy mà, lại có thể đỡ được. Mao Trường Sinh tức giận, tâm trạng oán hận cả đêm, gần như là đã có cơ hội để bùng nổ. Cuộc chiến sinh tử, tất nhiên là sẽ không có bất kỳ sự nương tay nào. Một năm đấm ban nãy, có thể nói là đã dùng hết toàn bộ sức lực. Nhưng mà, cũng chỉ có thể khiến cho Lý Khai Sơn lùi nhiều hơn hắn ta vài bước mà thôi vậy mà một quyền này không thể trực tiếp đánh gục lý khai sơn cho dù là không đánh chết lập tức nhưng ít nhất thì cũng phải đánh trọng thương mới đúng chứ vậy thì mới thỏa mong ước của tiêu thiên thành chứ mẹ kiếp biển người mênh mông xung quanh cũng đồng thời truyền ra những tiếng hô bất ngờ xem ra tất cả mọi người đã coi thường lý khai sơn coi thường một người bên ngoài đến từ thủ đô xa xôi Đánh hay lắm, so với sự khiếp sợ trong lòng tất cả mọi người, chính bản thân Mao Trường Sinh càng bất ngờ hơn về việc gì Lý Khai Sơn có thể đỡ được một quyền kia của mình. Chỉ là càng để ý hơn là bàn tay của hắn ta khi lắc lắc, có hơi tê dại, bỗng nhiên nhếch miệng nở nụ cười, mắt nhìn chằm chằm vào Lý Khai Sơn ở đối diện, nhất thời chiến ý càng thêm hừng hực, cười lạnh nói, dám ngông cuồng như thế, quả thật là có chút tài năng đã rất lâu rồi không được đánh sướng như vậy. Đánh lại đi, ông đây thật sự muốn nhìn xem. Còn mẹ nó, hôm nay ông có thể đỡ được của tôi mấy quyền. Lý Khai Sơn mạnh mẽ ngoài dự kiến, lại làm cho Mao Trường Sinh càng hưng phấn hơn. Tiếp chặt nắm đấm, một lần nữa mạnh mẽ tiến lên. Cũng giống như vừa rồi, vẫn không hề có bất kỳ một chiêu thức đẹp mắt nào. Chỉ đơn thuần là đấm thẳng một cú đấm, trực tiếp lao tới. Thấy vậy, Lục Băng Hàn ở dưới đài lập tức mở miệng nhắc nhở, "Tiền bối, đừng lấy cứng chọi cứng với hắn, tốc độ của hắn không bằng ông." Câu nói của Lục Băng Hàn vừa nói được một nửa thì dừng lại, nguyên nhân rất đơn giản, quyền thứ nhất đã khiến cho Lý Khai Sơn rơi vào thế bị động nhưng trong tình huống đối mặt với một đòn kinh người của Mao Trường Sinh mà ông ta vẫn không thể nghe lời cảnh cáo của mình, lại một lần nữa lựa chọn đưa nắm đấm về phía trước mặt, lấy cứng chọi cứng với Mao Trường Sinh. Mặt của Lục Băng Hàn đã tím tái cả rồi, chỉ vì muốn giữ sĩ diện, tranh đấu bằng miệng, ngay cả mạng cũng không cần sao. Anh cả, đừng nói là lục băng hàn không hiểu được lý khai sơn ngay cả lang hồn ở trong xe cũng bị hành động của lý khai sơn dọa cho hoảng loạn mặt đen lại nói cái lão già này xúc động như vậy chẳng lẽ muốn bị kẻ khác đánh chết tươi hay sao hiển nhiên là lang hồn cũng không đánh giá cao cách làm mạo hiểm bất chấp tính mạng này của lý khai sơn yên tâm không chết được đâu tiêu nhất thiên ôm tô an nhiên vẫn đang chú ý đến cuộc chiến trên lôi đài huyết hồng kia về thực lực chân chính thực sự của lý khai sơn tất cả những người ở đây sợ rằng không có ai có thể hiểu rõ hơn anh vì vậy anh không hề hoang mang lắc đầu nói ông ta đang giả vờ ở đấy không cần phải quan tâm ông ta làm gì nghe vậy lang hồn hơi sừng sốt một chút nghi ngờ hỏi ý của anh càng là chờ đợi lời của lang hồn nói xong một tiếng nổ do va chạm đã chuyển đến trên lôi đài huyết hồng hai nắm đấm mạnh mẽ của mao trường sinh và lý khai sơn lại một lần nữa va chạm vào nhau sau tiếng nổ lần này không ngoài dự liệu của mọi người cũng giống với quyền thứ nhất vẫn là thực lực ngang như nhau như lần trước vẫn vừa chạm vào đã tách ra điều duy nhất không giống là mao trường sinh lùi lại ba bước lý khai sơn cũng lùi về sau ba bước theo lý thuyết, Lý Khai Sơn từ lần đầu tiên đã bị Mao Trường Sinh chèn ép, rơi xuống thế bất lợi. Nếu cứ tiếp tục lấy cứng đối cứng thì lần này hẳn là phải ngày càng bị áp chế mới đúng chứ? Mao Trường Sinh lùi ba bước, ít nhất thì Lý Khai Sơn cũng lùi lại bảy tám bước mới hợp với lẽ thường. Nhưng mà cố tình, sự thật lại không phải như vậy. Mẹ nó! Mắt của lang hồn co giật, lập tức như hiểu ra được điều gì đó, quay đầu về phía Tiêu Nhất Thiên hỏi. Anh cả, đừng nói ông già này đang làm bộ làm tịch, tỏ ra yếu đuối, yếu thế, chỉ là thăm dò, chưa hề dốc hết sức. Đối với chuyện này, Tiêu Nhất Thiên không hề phủ nhận. Nếu không, thì sao chứ? Tiêu Nhất Thiên cười nói, cứ tiếp tục nhìn đi, trò hay đang còn ở phía sau đó. Lang hồn không còn gì để nói nữa. Tất cả mọi người, tất cả các lão đại đang ở đây nhìn thấy Lý Khai Sơn mạnh mẽ như vậy, thì cũng ha hốc miệng trợn mắt. Thật đúng là thiếu đòn mà. Tiêu Thiên Thành cũng có phản ứng giống với Lang Hồn, đến Lang Hồn còn có thể nhận ra những lão quái vật ám cảnh viên mãn như bọn họ, tất nhiên cũng có thể nhận ra mọi chuyện không ổn, tên khốn kia đang giả heo ăn thịt hổ, sợ rằng Mao sư huynh sẽ gặp phải nguy hiểm. Bàng Thái Hằng và Mao Trường Sinh có quan hệ rất tốt với nhau, vội lan lên, ngài Tiêu, nếu cứ đánh tiếp thì sợ rằng hậu quả khó lường, có cần phải phải câu nói tiếp theo bàng thái hằng chưa kịp nói ra nhưng vào lúc này với cục diện như vậy thì không cần nói cũng hiểu ở đây là sân nhà của bọn họ là địa bàn của bọn họ nếu như bọn họ thấy tình hình không ổn đúng lúc nói dừng trận đấu mặc dù sẽ bị người ta chỉ trích trở thành chuyện để bàn tán nhưng mà cũng không có ai dám làm gì không được tiêu thiên thành không hề nghĩ ngợi đã phản bác ngay trầm giọng nói lôi đài khiêu chiến quyết đấu bằng bản lĩnh của mình sinh từ là do mình thắng thua do trời nếu như lúc này chúng ta ra tay thì tất cả những uy tín vừa vất vả tích lũy được sẽ không còn lại chút nào cả điện thiên thần cũng sẽ có danh mà không có thực vẫn câu nói đó tiêu thiên thành là một người làm việc lớn mọi chuyện đều lấy đại cục làm trọng dưới ánh nhìn của hàng nghìn dân chúng và rất nhiều thế lực bên ngoài, tất nhiên là ông ta sẽ không vì an toàn của một mình Mao Trường Sinh mà bỏ qua cơ hội và âm mưu nhiều năm khổ cực của mình. Nhưng mà bàng thái hằng nghiến răng nghiến lợi không cam lòng, vốn còn muốn tiếp tục, nhưng mà lời của ông ta còn chưa ra khỏi miệng, thì tiếng va chạm ám kình lần thứ ba vô cùng đình tài nhức óc chuyển tới đây đã là lần thứ ba mao trường sinh và lý khai sơn lấy cứng trọi cứng điều khiến cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt đó là lúc này dưới một quyền nặng nề lý khai sơn chỉ phải lùi về sau đúng nửa bước mà mao trường sinh thì lại liên tục lùi lại phía sau năm bước suýt nữa thì ngã xuống đất ngay tại chỗ mức độ tranh lệch vừa nhìn là đã hiểu đến giờ phút này lý khai sơn mới dùng hết thực lực chuyện này đây mới là hết sức của ông ta chuyện này lý khai sơn vững vàng đứng đó ánh mắt vô cùng khinh thường cười lạnh nói mày vừa nói tao cũng có chút tài năng đúng không nào <laughs> rất đáng tiếc một người ngu ngốc giống như mày ngay cả chút bản lĩnh cũng không có thật sự là không chịu nổi một kích quả nhiên đúng là như lời tiêu nhất thiên nói lão già cục mịch lý khai sơn này đã cố ý giả bộ đúng là không biết xấu hổ mà mau Trường Sinh thì bị Lý Khai Sơn đánh cho huyết mạch chảy xuôi, lục phù ngũ tạng không ngừng quặn thắt, một ngụm máu tươi vọt lên trên cổ, vốn có thể chịu đựng được, nhưng nghe lời này của Lý Khai Sơn nhịn không được nên đã phun ra. Máu nhuộm lôi đài, Lý Khai Sơn cười càng thêm đắc ý nói, ông là đứa trẻ ba tuổi sao? Người của ông là được làm từ giấy sao? Vừa chạm vào đã phun máu rồi. sớm biết như vậy thì tôi đã ra tay nhẹ hơn một chút. Cái này đâu chỉ là thiếu đòn, thật sự là đáng chết mà. Phổi của Mao Trường Sinh cũng sắp bị nổ tung do tức giận rồi. Lại là một tiếng nhổ một ngụm nước bọt hòa với máu, hùng dữ nói. Tiếp đi, ông đây cũng không tin, hôm nay không đánh chết được tên khốn kiếp này. Mao Trường Sinh không sợ chết, nhưng mà cái cảm giác mất mặt xấu hổ vô cùng nhục nhã này, hắn ta thật sự không thể chịu đựng được. Vào giây phút, lời nói kia vừa dứt, gần như trong lúc Mao Trường Sinh đang sung phong liều chết sông lên, thì cả người của Lý Khai Sơn cũng nhúc nhích, cả người biến thành một tàn ảnh, nâng nắm đấm, tung người nhảy lên, đánh mạnh về phía Mao Trường Sinh. Tất cả sức mạnh đều bùng nổ. Trận chiến này cũng nên kết thúc rồi đây. Trong lúc Lý Khai Sơn đang dùng tất cả sức mạnh để công kích, nắm đấm hai người vừa mới chạm vào nhau, một tiếng nổ lớn vang lên, lập tức có một tiếng hét chói tai vang lên. Ngay sau đó, nắm đấm của Mao Trường Sinh chóc ra bong thịt, máu tươi chảy đầm đìa như là ống nước bị hư vậy. Chỉ kiên trì được hai giây thì cả người đã bay ra ngoài, rơi xuống cách đó 10 mét, sau đó lại lăn ra thêm mấy mét. Lúc này khó khăn lắm mới dừng lại được, bàn nãy ông vừa mới nói muốn xem thử xem tôi có thể tiếp được của ông mấy quyền đúng không bốn quyền đủ chưa còn chưa đợi mao trường sinh đang bị thương đứng dậy thì lý khai sơn đã truy sát đuổi tới cúi đầu nhìn xuống ông ta cười lạnh nói dưới suối vàng ông cũng có thể nhắm mắt rồi đó nói xong lý khai sơn nhấc chân phải lên đạp một cước trực tiếp dẫm vào đầu của mao trường sinh dừng tay một tiếng nổi giận vang lên, chính là Bàn Thái Hằng đứng ở trên lôi đài sám lạnh bình thường, sau khi Lý Khai Sơn bộc lộ khả năng thực sự của mình, Bàn Thái Hằng ý thức được là có thể Mao Trường Sinh sẽ thất bại, nhưng không ngờ rằng lại thất bại một cách dứt khoát như vậy, nhanh như vậy, khiến cho ông ta càng không ngờ tới là Lý Khai Sơn lại to gan lớn mật, vậy mà lại thật sự muốn giết chết Mao Trường Sinh ở trước mắt của biết bao nhiêu người xôn xao biển người mênh mông đang vây xem cũng vang lên tiếng ồn ào bàn tán nhưng mà lý khai sơn cũng không hề để ý tới lời quát bảo dừng lại của bang thái hằng cũng không hề để ý tới tiếng ồn ào vang vọng của người dân trong thành thiên kiếm dưới ánh mắt phẫn nộ của mọi người không hề do dự mà đạp xuống trong chớp mắt, chân của Lý Khai Sơn đã rơi trúng lên đầu của Mao Trường Sinh. Đầu của Mao Trường Sinh giống như là một quả dưa hấu. Dưới cái bàn đạp của Lý Khai Sơn lại yếu ớt như vậy, trực tiếp nổ tung. Máu tươi phun ra, một lượng đón lôi đài huyết hồng. Mùi tanh gây mũi, Mao Trường Sinh đã chết. Mao Trường Sinh đang sống sờ sờ bỗng chết thê thảm dưới một cú đạp của Lý Khai Sơn. Lục băng hàn sợ ngây người, Phùng Diệt Bang cũng sợ ngây người tất cả mọi người đều sợ ngây người trước trận chiến là tất cả mọi người có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới kết quả lại là như vậy yên lặng dưới sự khiếp sợ vô cùng hiện trường ban nãy vẫn còn tiếng gào thét kinh hoàng bỗng nhiên đã trở nên vô cùng yên lặng yên lặng một cách lạ thường các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 73 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thốn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ chuyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.